Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quỳ Vlog. Kính thưa quý vị, tối ngày hôm nay Thanh Quỳ xin phép được chia sẻ gửi đến quý vị một cái thông tin rất là nóng liên quan đến câu chuyện của sư Minh Tuệ. Đặc biệt đó chính là cái câu chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó thì công an tỉnh Gia Lai cũng đã bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Thị Hồng Vui để tiếp tục điều tra về câu chuyện lợi dụng cái câu chuyện của sư Thích Minh Tuệ để mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân theo đơn tố cáo đó chính là một sư cô ở bên Úc, thưa cô chú anh chị. Tại phía cơ quan chức năng thì Lê Thị Hồng Vui cũng đã thừa nhận và lời khai đó với 9 lần chuyển tiền với cái số tiền gần lên đến gọi là 250 triệu đồng với những cái lý do lợi dụng vào cái sự yêu thương, sự giúp đỡ của sư cô đối với câu chuyện của sư Minh Tuệ. Thì Lê Thị Hồng Vui đã gọi là cố tình đưa ra những cái thông tin như là sư Minh Tuệ cần sửa, rồi cần phải trang trí lại những cái vật dụng trong nhà của ba mẹ sư Minh Tuệ, thậm chí đến câu chuyện mà giúp đỡ sư Minh Tuệ làm gọi là hộ chiếu để mà có thể đưa sư Minh Tuệ qua Úc, thì cũng được cái đối tượng Lê Thị Hồng Vui này bài vẽ ra để mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày hôm nay thì thông tin chính thức trên cổng thông tin điện tử công an tỉnh Gia Lai vừa mới thông báo một cái thông tin rất là nóng, đó chính là thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Quá trình điều tra xác định khoảng giữa tháng 5 2024, khi đi bộ khất thực cùng đoàn người theo ông Lê Anh Tú, tên gọi khác là Thích Minh Tuệ, Lê Thị Hồng Vui, sinh năm 1987, trú xóm 4, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, gặp và làm quen với bà H, quốc tịch Australia. Sau 3 ngày đi bộ khất thực, bà H trở về Australia. Lợi dụng việc bà H thường xuyên làm từ thiện hay gọi điện hỏi thăm Vui về tình hình sức khỏe, sinh hoạt của ông Thích Minh Tuệ, nên từ ngày 10 tháng 6 2024 đến ngày 1 tháng 7 2024, Vui đã đưa ra những thông tin gian dối về việc cần tiền để chăm lo chi phí ăn uống, sinh hoạt, sửa chữa nhà cửa cho ông Thích Minh Tuệ và gia đình, để bà H tin tưởng và chuyển tiền cho Vui 9 lần với số tổng số tiền 244.904.000 đồng. Lê Thị Hồng Vui đã chiếm đoạt số tiền trên để tiêu xài cá nhân. Để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án, cơ quan nên điều tra công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại của Lê Thị Hồng Vui về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì trực tiếp đến cơ quan nên điều tra công an tỉnh Gia Lai, địa chỉ số 7 Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, hoặc liên hệ điều tra viên Phạm Thành Công, số điện thoại 0986 961 678 và Trần Khánh Hòa, số điện thoại 0367 858 753 để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Thì cái thông tin mới nhất được đăng tải trên fanpage của công an tỉnh Gia Lai, Tích Xanh, thì mình xác nhận cái nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, thông tin chính xác. Và điều đặc biệt đó mình muốn lan tỏa đó chính là rõ ràng thì phía cơ quan chức năng tiếp tục đang điều tra làm rõ cái vụ án này và kêu gọi ai là những người đã từng chuyển tiền cho Lê Thị Hồng Vui, thì gọi là tiếp tục để mà liên hệ phía cơ quan chức năng trình báo để mà làm rõ thêm một số những cái nội dung mà đối tượng này lừa đảo. Có lẽ rằng không chỉ riêng vị sư cô này mắc lừa, mà mình tin chắc rằng là sẽ còn rất là nhiều của chú anh chị trong và ngoài nước cũng đã từng có những cái câu chuyện, đó chính là chuyển khoản qua tài khoản cho một số những cái đối tượng đã gọi là lợi dụng cái câu chuyện của sư Minh Tuệ để mà kêu gọi. Thì qua hai số điện thoại, hoặc là có thể đến trực tiếp đến số 7 Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, hoặc là liên hệ qua số điện thoại điều tra viên Phạm Thành Công 0986 961 678 và Trần Khánh Hòa, số điện thoại 0367 858 753 để trình báo và được hướng dẫn để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật trong cái câu chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản này. Thưa các chú anh chị, trong 9 lần chuyển tiền của Lê Thị Hồng, của sư cô cho Lê Thị Hồng Vui, thì trong đó là tất cả cái nguyên nhân và lý do đều xuất phát từ cái sự muốn gọi là giúp đỡ trong cái câu chuyện của sư Minh Tuệ. Và điều đặc biệt đó chính là
cái thông tin mà cho rằng là sẽ giúp sư Thích Minh Tuệ có được cái hộ chiếu passport gì đó để đi Úc. Thì cái điều này là trong một trong những cái thông tin mà là cực kỳ vô lý. Và mình thấy rằng là cái sự gọi là quá tin tưởng của Suco đối với cái đối tượng này xuất phát từ cái sự mong muốn giúp đỡ sư Minh Tuệ trong cái con đường tu học, nhưng mà rõ ràng chưa tìm hiểu kỹ càng, và gọi là có khi là một sự gọi là quá gọi là yêu mến và dẫn đến gọi là bị lừa như ngày hôm nay. Điều mà chúng ta thấy rõ ràng cái bản thân sư Minh Tuệ ông ấy sẽ không có chấp nhận cái sự sắp xếp nào, kể cả là cái câu chuyện mà nói là bắt bo đi Úc để mà đi máy bay, thì mình thấy rõ ràng là cái câu chuyện này nó hoàn toàn nó sẽ không có xảy ra rồi, cô chú anh chị, hoàn toàn nó không có xảy ra. Chúng ta còn nhớ rằng sư Minh Tuệ đó đã trả lời cán bộ Gia Lai tại một cái thời điểm mà ông ấy về làm căn cước đó. Thì cái anh phỏng vấn anh cũng hỏi rằng là có passport rồi, có căn cước công dân rồi, có căn cước công dân rồi, thì ông có thể có suy nghĩ rằng mình sẽ đi sang một quốc gia khác như là Ấn Độ chẳng hạn. Sư Minh Tuệ cũng nói một điều mà chúng ta thấy rất là rõ, đó chính là đó là cũng là cái ước muốn của con, mà nếu như có gọi là một cái duyên nào đó con cũng muốn được bộ hành. Thì quý vị có thể hiểu được rằng là cái thầy muốn giữ giới, quyết giữ giới là như thế nào về cái câu chuyện bộ hành, chứ không phải là các phương tiện đi lại, đi xe hay là cho đến là đi máy bay. Và tất cả những cái chuyện xảy ra vừa qua cũng chỉ là những cái một số những cái vấn đề mà ngoài ý muốn của thầy rồi, cô chú anh chị, ngoài ý muốn thôi, chứ không có phải là sư Minh Tuệ gọi là muốn phải ngồi xe hay là ngồi này ngồi kia đi tới chỗ này chỗ kia ẩn tu. Rõ ràng chúng ta thấy là cái sự gọi là rắc rối đến với thầy trong cái câu chuyện ồn ào, buộc thầy phải lựa chọn một cái con đường mà nó gọi là tốt đẹp nhất, có lợi cho tất cả, kể cả là người dân và bản thân của sư Minh Tuệ. Nếu như mà sư Minh Tuệ ông ấy không có chọn cái cách này thì chúng ta thấy rằng là sẽ tiếp tục tụ tập đông, cơ quan chức năng thì cũng sẽ mệt mỏi, rồi người dân thì sẽ xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện bị lừa đảo, bị này bị trục lợi xung quanh, và cái môi trường đó sẽ là một cơ hội tốt cho những cái phần thành phần xấu, những cái tệ nạn xã hội sẽ diễn ra. Cho nên là cái sự việc ngày hôm nay mình thấy rằng cơ quan chức năng đã làm việc vô cùng tuyệt vời, kịp thời trong cái câu chuyện của sư Minh Tuệ. Hôm trước thì chúng ta đã thấy cái tình hình sức khỏe của sư Minh Tuệ xuất hiện trên đài truyền hình VTV1, một trong những cái nội dung có mang tên đó chính là đối diện, đánh tan một số những cái luận điệu xuyên tạc xung quanh cái câu chuyện của sư Minh Tuệ bị một số những cái thành phần tổ chức chống phá xuyên tạc nhằm vào đất nước của chúng ta trong cái câu chuyện mà liên quan đến tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Rõ ràng sư Minh Tuệ cũng nói rất là rõ, rất biết ơn bởi vì phía cơ quan chức năng đã hỗ trợ, và trong khoảng thời gian qua đó sư Minh Tuệ cảm thấy rằng mình được tôn trọng và được bảo vệ, có một cái nơi để mà yên tâm, yên tĩnh để mà tu học. Đó là một lời có thể nói là vô cùng tuyệt vời. Với những nụ cười và những chia sẻ của thầy thì mình tin rằng là cái câu chuyện mà thầy tiếp tục quay trở lại trên con đường tập học theo nguyện ước của mình là khoảng thời gian không xa, chỉ sau mùa an cư kiết hạ này thôi. Cái điều quan trọng đó chính là cái sự gọi là ý thức của mỗi người dân. Những người mà thật sự người ta gọi là yêu mến sư Minh Tuệ đó thì hãy để cho thầy một khoảng không gian, một cái nơi yên tĩnh để cho thầy tu học, đừng có gọi là tiếp tục kéo về. Như những cái thông tin gần đây thì nói rằng thầy sẽ về Gia Lai, thầy sẽ có cái nơi để cho mọi người đến đảnh lễ gì, thì mình thấy lại là một trong những cái thông tin mà muốn gọi là gây náo loạn trật tự, hay là muốn người dân lại đổ, tiếp tục đổ về đó. Thì mình thấy rằng mọi người đừng nên vội vàng tin bất cứ điều gì. Và nếu đó là có là thật đi thì mình nghĩ rằng bà con cũng không nên kéo đến tập trung đông ở đó để tiếp tục gây mất an ninh trật tự. Và chúng ta thấy rồi, cứ mỗi lần mất an ninh trật tự thì sư Minh Tuệ lại phải tìm một cái nơi nào khác, không thể ở chỗ đó để mà ẩn tu. Thậm chí là đã từng vào rừng sâu để mà ẩn tu khoảng thời gian dài như vậy. Thì nếu như yêu thương ngài đó, yêu thương sư Minh Tuệ, thì quý vị có mong muốn điều đó xảy ra nữa hay không? Chúng ta có thể chọn những cái cách khác, ví dụ như theo nghe theo lời của sư Minh Tuệ để gọi là mình giữ giới tại nhà, và gọi là nghe theo những cái lời mà quý vị kia, cô chú anh chị đã từng có hữu duyên được gặp bậc thầy, nghe lời thầy nói, thì chúng ta nên
gọi là tôn trọng quyền tự do của sư huynh tuệ. Và một lần nữa đó thì Thanh Quyền xin được gọi là mong rằng cô chú anh chị chia sẻ rộng rãi cái nguồn thông tin từ phía công an tỉnh Gia Lai, kêu gọi bà con những ai đã từng có chuyển tiền cho đối tượng Lê Thị Hồng Vui này thì chúng ta có thể liên hệ để mà trình báo phía cơ quan chức năng để nhanh chóng làm rõ vụ án, và để cho những cái thành phần tử xấu này chịu trách nhiệm trước pháp luật với những cái nội dung và những cái hành vi mình đã gây ra. Mình tin rằng đó, những cái kẻ mà lợi dụng câu chuyện của sư Minh Tuệ đó thì sớm muộn họ cũng sẽ nhận cái kết đắng rồi, quả báo rồi. Những cái đồng tiền này, cái bất chính này thì nó không thể gọi là mang lại cho họ cái điều tốt lành đâu cả nhà. Chúng ta thấy rồi đó, đừng nói đến cái câu chuyện mà những ai mà xúc phạm sư Minh Tuệ, nhưng mà những cái kẻ mà trục lợi này cũng sẽ phải trả giá, trước sau thì cũng vậy. Bà con gọi là nên gọi là mạnh dạn để mà tố giác tội phạm. Số điện thoại mình xin được đọc lại một lần nữa. Địa chỉ là số 7 Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, hoặc liên hệ điều tra viên Phạm Thành Công, số điện thoại 0986 961 678, và Trần Khánh Hòa, số điện thoại 0367858753 để trình báo, được hướng dẫn làm thủ tục giải quyết theo đúng quy định của pháp luật liên quan đến câu chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng cái câu chuyện của sư Minh Tuệ. Ngay thời điểm này thì mình thấy rằng cái các YouTuber, TikToker sau khi mà phía cơ quan chức năng tại Nha Trang đó đã làm việc và xử lý thì có lẽ rằng đó cũng là một lời cảnh tỉnh, răn đe đối với các YouTuber khác nếu như họ muốn tiếp tục gây ồn ào, gây những sự hiểu lầm, giật tích câu view xung quanh cái câu chuyện của sư Minh Tuệ, cũng phải gọi là e dè và thậm chí là phải dừng lại cái câu chuyện mà tiếp tục truy lùng hay là săn lùng sư Minh Tuệ ở gọi là bất cứ nơi nào, sáng tạo nội dung một cách vô cùng bất chấp như vậy đó, thì họ cũng sẽ là biết một cái điểm dừng nhất định trong câu chuyện này. Và cái câu chuyện của sư Minh Tuệ có lẽ là ngay thời điểm này là một trong những cái điều mà mình thấy rằng nó đang dần dần trở nên tốt đẹp hơn từng ngày trôi qua. Và mình mong rằng là cô chú anh chị, quý vị khán giả, các Phật tử đó yêu mến thầy đó tiếp tục lan tỏa những cái điều tốt đẹp này để giữ gìn một hình ảnh tốt nhất và tạo điều kiện tốt đẹp nhất để sư Minh Tuệ có thể quay trở lại tiếp tục trên cái công cuộc tu tập của mình, trên con đường mà mình đã nguyện ước đó. Chúng ta từng nghe rồi, nguyện ước của cả cuộc đời của thầy là đi bộ đến chết, và sẽ quyết tâm nghe theo lời dạy của Đức Phật, quyết tâm tu để mà đắc thành gọi là những cái thành tựu nhất định. Và tất nhiên mỗi người chúng ta tạo điều kiện cho thầy cũng là hưởng được một sự phước báo nào đó, chứ không phải nhất định là phải tìm đến tỉnh lễ hay là cúng dường thì mới gọi là nhận được phước báo đâu của chú anh chị. Điều mà chúng ta gây mất trật tự lại là một điều mà khiến cho bản thân chúng ta gọi là sự tổn phước hơn nữa. Đó là cái nội dung mà tối ngày hôm nay Thanh Quyền muốn chia sẻ và lan tỏa đến tất cả các chú anh chị xung quanh cái nội dung của câu chuyện của sư Thích Minh Tuệ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị trong những video nội dung mới tiếp theo. Xin chào.